Ok, xin chào tất cả mọi người và chào mọi người trở lại với kênh YouTube của B Channel. Và hôm nay mình sẽ thông báo cho những bạn nào đang sử dụng là con chiếc Nokia 8.1. Một tin vui đó là chúng ta hoàn toàn có thể cập nhật lên được phiên bản Android mới nhất hiện tại, đó chính là Android Q. Và cách thức để làm như thế nào có thể cài đặt được cái bản cập nhật mới nhất này của Android thì chúng ta cùng nhau xem tiếp video này như thế nào nhé. Bắt đầu thôi. Vâng, và cái bước đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải truy cập một cái đường link mà mình sẽ để phần bên dưới, hay cụ thể hơn thì mình sẽ cho hiển thị ở đâu đó trên màn hình đây nè. Ok, và sau đó chúng ta sẽ cần phải đăng ký tài khoản của mình bằng Facebook hoặc không là Google. Và sau khi đăng ký tài khoản thì chúng ta sẽ cần đăng nhập vào cái website mà mình đã đưa ngay ở đầu video. Rồi sau đó chúng ta sẽ điền đầy đủ thông tin của máy, thì trang web sẽ yêu cầu các bạn sẽ nhập phải email nè. Thì email các bạn phải lưu ý đó chính là chúng ta sẽ phải nhập email ở SIM 1 nha, chứ không được SIM 2. Và chúng ta sẽ cần phải nhập nhà mạng chúng ta sử dụng, chẳng hạn như mình đang sử dụng là Vietnam Mobile thì mình sẽ nhập Vietnam Mobile, hay là MobiFone, Viettel, vân vân. Và sau đó ở phần mục cuối cùng chúng ta sẽ cần phải điền đó chính là cái đất nước Việt Nam, và sau đó chúng ta sẽ bấm đăng ký. Thì sau khi hoàn thành các bước trên như mà mình đã đề cập thì chúng ta sẽ xuất hiện một cái thông báo, xuất hiện cái thông tin của máy của mình. Thì chúng ta sẽ bấm vào mục gọi là Manual Install. Thì sau đó chúng ta sẽ cần kéo xuống phía dưới, chúng ta sẽ cần bấm vào cái mục đồng ý các điều khoản, rồi chúng ta sẽ cần bấm download. Thế là xong, máy sẽ động tải về cái file download về cho máy chúng ta. Rồi sau đó chúng ta sẽ còn cách cuối cùng, đó là chúng ta sẽ cần phải cắm dây kết nối giữa chiếc Nokia 8.1 vào bên trong chiếc PC. Rồi sau đó chúng ta sẽ cần copy cái file zip đó vào bên trong bộ nhớ trong của máy, và chúng ta sẽ cần tháo dây ra và khởi động lại, và chúng ta sẽ cần phải chờ bản cập nhật sẽ xuất hiện ngay trước thanh thông báo. Và xong, đó là toàn bộ những cái hướng dẫn về cái cài đặt Android mới nhất là Android Q. Tuy nhiên thì mình lại là một trong những trường hợp còn lại, đó chính là máy không thể nhận được cái bản cập nhật đó, mà chúng ta sẽ còn cách cuối cùng, đó là chúng ta sẽ cần phải cài đặt thủ công. Thì để cài đặt được cái phiên bản này bằng cách thủ công thì chúng ta sẽ cần phải làm như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần phải cài thêm cái file nữa, thì mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả video nha, hoặc là nó sẽ xuất hiện ở đâu đó trên màn hình. Thì cái file đó thật ra có tên gọi là ADB, thì chúng ta sẽ cần phải download cái file đó về. Sau đó chúng ta sẽ cần phải tắt nguồn chiếc Nokia 8.1 đi. Và bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ cần phải cắm dây cáp PC kết nối với lại Nokia 8.1. Rồi lúc đó chúng ta sẽ vào cái chế độ boot loader của máy. Và cách thức để có thể vào được cái boot loader của Nokia 8.1 này, đó là chúng ta sẽ cần phải giữ đồng thời hai phím là phím nguồn cũng như là phím tăng âm lượng. Thì khi chúng ta sẽ cần phải bấm giữ đến khi nào mà nó sẽ rung lên, rồi sau đó nó sẽ xuất hiện cái logo Android One. Thì khi đó chúng ta cần phải thả hai tay ra. Và sau khi thả hai tay ra xong rồi thì chúng ta sẽ cần phải chờ đến khi xuất hiện con logo Android màu xanh và một cái chấm than màu đỏ. Thì khi đó chúng ta cần phải bấm giữ phím nguồn và bấm một lần phím tăng âm lượng, và thế là xong. Và thế là xong, chúng ta đã vào được cái chế độ là boot loader của máy Nokia 8.1 này. Rồi khi đó chúng ta sẽ cần phải bấm các phím như là tăng âm lượng, không là giảm âm lượng, để có thể lên xuống. Rồi sau đó chúng ta sẽ cần phải bấm phím nguồn để có thể bấm chọn. Thì ở trong cái boot loader này chúng ta sẽ cần phải chọn cái mục gọi là Apply Update from ADB. Rồi bước số 5 đó là chúng ta sẽ cần phải vào PC, mở cái command form lên. Rồi chúng ta sẽ cần phải gõ các dòng code như sau. Thì mình sẽ để dòng code này ở hiển thị trên màn hình nha. Thì khi đó các bạn chỉ cần thì khi đó chúng ta sẽ cần phải gõ đúng với lại cái đường link dẫn đến cái file download ở ngay từ ban đầu mà mình đã download về. Thì khi đó chúng ta sẽ cần gõ dòng code xong, chúng ta cần bấm enter, và thế là xong. Việc cần làm chúng ta ngay lúc này đó chính là chúng ta sẽ cần phải ngồi đợi chừng khoảng là 5 đến 10 phút gì đó. Và sau khi đã cài đặt xong thì trên điện thoại chúng ta sẽ xuất hiện một cái dòng gọi là Reboot System Now. Thì chúng ta sẽ cần phải chọn cái mục đó, và thế là xong. Thì máy sẽ tự động khởi động lại và sẽ hoàn thành việc cập nhật lên phiên bản Android mới nhất là Android Q. Và khi đó chúng ta sẽ cần tháo cái dây cáp ra, thế là xong rồi. Thì mình cũng đã tiết kiệm thời gian cho các bạn, thì mình đã cài đặt lên phiên bản Android là Android Q rồi. Thì để mình vào phần cài đặt cho các bạn coi. Vâng, thì đây như bạn có thể thấy được cái phiên bản Android của nó ghi là phiên bản Android 10.0, có nghĩa là phiên bản Android mới nhất là Android Q. Tuy nhiên các bạn cần phải lưu ý, đây là phiên bản beta và vẫn chưa được hoàn thiện, vì thế nên là đôi lúc nó sẽ gặp rất là nhiều lỗi, chẳng hạn như là lúc mà mình trải nghiệm bình thường như này thì nó sẽ xuất hiện cái thông báo gọi là
đã bị dừng hoạt động của một cái gì đó, nó nói chung là bị rất là nhiều lỗi, rất là nhiều. Và ngoài ra nữa, đó là cái giao diện camera mà mình thực sự không thích, đó chính là đây đó, vừa đang xài thế là nó sẽ xuất hiện cái thông báo như là com Android phone sẽ tiếp tục dừng đó, mình rất là khó chịu. Và trong cái bộ camera rất là thú vị đó chính là cái camera nó tên gọi là Snapdragon camera, rất là ảo diệu. Và trong một camera này các bạn có thể thấy cái giao diện của nó cực kỳ xấu, và xấu hơn rất nhiều so với cái Android Pie là Android 9.0. Và như bạn đã thấy thì cái nút chụp nè, cũng như nút quay phim nó bị rỗ rất nhiều, rỗ rất nặng và không thể hoàn thiện cũng như không thể đẹp mắt như cái màn hình của Nokia T91 được. Nói chung là đây vẫn chỉ là một cái bản beta mà thôi, vì thế nên là chúng ta sẽ cần phải chờ đợi một thời gian nữa. Và một điểm nữa mà chúng ta cần phải lưu ý đó là nếu như chúng ta đã hoàn thành xong việc cập nhật lên phiên bản Android Kin rồi thì chúng ta sẽ không được phép xuống cái phiên bản Android cũ là Android Pie nữa, mà chúng ta sẽ cần phải chờ đến ngày 19 tháng 5. Thì đến ngày 19 tháng 5 thì Nokia sẽ đưa cho chúng ta một cái cách thức để có thể mang chiếc Nokia T1 chúng ta từ Android Q xuống Android Pie. Thì khi đó thì mình sẽ có một bài hướng dẫn cho bạn sau. Thì trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn làm thế nào để có thể lên được cái phiên bản Android mới nhất này thôi. Rồi thì mình sẽ có thêm một bài nữa là đó là trải nghiệm nhanh làm chụp bạch, để có thể trải nghiệm nhanh cái phiên bản Android Q này nó sẽ có gì hay nhé. Và như vậy là hoàn thành xong video ngày hôm nay rồi. Ok, và qua video này thì các bạn nghĩ sao? Các bạn có thích cái Android Q này không? Các bạn có thấy cái phương thức cài đặt này nó có quá phức tạp hay là nó quá lằng nhằng hay không? Thì hãy để lại phần comment dưới nha. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên bấm like, để lại subscribe cho kênh Vi Trình nha. Và mình là Sơn, mình đến từ Vi Channel. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video sau. Bye bye.